Sau 26 năm kể từ khi Bàn Tay Nhân Ái ra mắt, bộ phim vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong lòng khán giả yêu thích dòng phim truyền hình y khoa. Được sản xuất bởi TVB vào năm 1998, Bàn Tay Nhân Ái không chỉ đơn thuần là một tác phẩm giải trí, mà còn là một câu chuyện sâu sắc về cuộc sống và tình yêu của những người làm nghề y tại Bệnh viện Nhân Ái. Những ký ức về bộ phim không thể không nhắc đến sự chân thực và cảm động trong cách miêu tả các tình huống y khoa. Nhờ sự hỗ trợ từ Cục Quản lý Bệnh viện Hồng Kông, những cảnh quay được thực hiện với sự chính xác đến từng chi tiết, từ thiết bị y tế đến các thao tác phẫu thuật. Điều này đã giúp Bàn Tay Nhân Ái trở thành một trong những bộ phim truyền hình y khoa đầu tiên của Hồng Kông, mang lại cảm giác chân thật và gần gũi với người xem. Ngô Khải Hoa, với vai diễn bác sĩ phẫu thuật thần kinh Trình Chí Mỹ, đã tạo nên một dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả. Vai diễn của anh không chỉ thể hiện sự tài năng, mà còn truyền tải được sự phức tạp trong tâm lý của một người bác sĩ, với những mâu thuẫn giữa trách nhiệm nghề nghiệp và cuộc sống cá nhân. Bên cạnh đó, Lâm Bảo Di trong vai bác sĩ cấp cứu Lê Quốc Trụ cũng đã mang đến một màn trình diễn đầy cảm xúc, khắc họa rõ nét tình bạn và lòng tận tụy trong công việc. Hai phần tiếp theo của bộ phim, Bàn Tay Nhân Ái 2000 và Bàn Tay Nhân Ái 3/2005, dù không vượt qua được thành công vang dội của phần đầu, nhưng vẫn tiếp tục giữ vững tinh thần của bộ phim, mang lại những câu chuyện mới mẻ và đầy xúc cảm. Qua 26 năm, Bàn Tay Nhân Ái vẫn là một tác phẩm đáng nhớ, nhắc nhở chúng ta về những giá trị nhân văn và sự cống hiến không ngừng của những người làm trong ngành y. Chúng ta hãy xem lại hậu trường trong quá trình quay phim nhé. Làm bác sĩ thật không dễ dàng, lúc nào cũng bận rộn. Ở phòng cấp cứu có rất nhiều việc rắc rối cần giải quyết. Trong cảnh này, tôi phải cứu một em bé. Em bé này không hiểu sao lại bị một người phụ nữ đẩy vào trong một chiếc xe. Đột nhiên, chiếc xe bốc cháy và tôi không thể làm gì khác ngoài việc cố gắng cứu em. Sau đó, chúng tôi đã nhanh chóng đưa họ đến bệnh viện. Bệnh nhân này thực sự làm chúng tôi bận rộn. Phòng cấp cứu thường có rất nhiều ca khác nhau, nhưng trường hợp tôi nhớ nhất là ca đầu tiên chúng tôi phải đưa một bệnh nhân xuống bằng trực thăng vì anh ta bị tai nạn khi đang chơi, dù lượn và bị thương nặng, không biết là đâm vào nhánh cây hay cái gì đó. Chúng tôi đã phải xử lý ca này hôm nay. Series Bàn Tay Nhân Ái nổi tiếng với sự chân thực, đó là nhờ có những người hướng dẫn chuyên nghiệp. Nhưng cũng may mắn là chúng tôi có sự giúp đỡ từ những nhân viên y tế thật. May mắn thay, chúng tôi có một số nhân viên y tế thực sự giúp đỡ trong quá trình quay phim. Dù tôi có quên mất động tác nào đó, họ sẽ nhắc nhở tôi. Trong cảnh quay vừa rồi, khi tôi thực hiện các bước tiêm thuốc, thật ra cũng không có gì quá phức tạp. May mắn là có hai y tá giúp chúng tôi chỉnh sửa tất cả các thao tác, làm cho chúng tôi cảm giác như đang ở trong một bệnh viện thực sự, mặc dù tất cả chỉ là đạo cụ. Nhưng dù là đạo cụ, chúng tôi vẫn làm việc rất nghiêm túc, như là giường bệnh có thể nâng lên hạ xuống, rất tiện lợi khi cần sơ cứu bệnh nhân. Phòng cấp cứu này dù chỉ là giả lập, nhưng trông rất thật. Đó là lý do vì sao cảnh quay này đặc biệt được chú ý, dẫn dắt khán giả khám phá những bí mật bên trong. Trên tầng chúng tôi có một phòng nghỉ, với ghế sofa, nơi để ngồi, nước và cà phê. Nhìn xuống có thể thấy đại sảnh, nơi có thể quan sát được toàn bộ phòng cấp cứu số 1, số 2 và số 3. Hiện tại, phòng cấp cứu số 1 đang thực hiện một ca cấp cứu. Nơi này rất nguy hiểm, cần phải cẩn thận. Nếu không mở cửa cẩn thận, có thể sẽ bị té ngã. Ha ha, cẩn thận khi xuống cầu thang nhé. Tôi sẽ chặn lại và sau đó yêu cầu mọi người đừng để bị điện giật. Phải rời khỏi đây, rồi sẽ có cảnh cắt. Chính xác là vậy, chúng tôi sẽ quay lại cảnh này. Ok, rất tốt. Còn một cảnh nữa, có một cảnh nữa. Cảnh gì vậy? À, cảnh ép tim. Đúng rồi, bạn làm được không? Tôi đã làm rất tốt. Lần trước, tôi đã giúp một người diễn viên múa lân. Sau khi thực hiện xong, anh ta đã khỏe lại rất nhiều và đứng dậy ngay lập tức. Thử xem, đây là vị trí cần nhấn xuống. Bạn sẽ cảm nhận được một chiếc xương thứ hai và bạn cần nhấn giữa đó. Tay bạn phải thẳng, nhấn xuống như thế này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tôi đã giúp anh ta, có gì vướng ở tay bạn vậy? Xin lỗi, đây không phải là thao tác chuyên nghiệp. Vì thực tế, các y tá hay bác sĩ thực thụ sẽ không đeo nhẫn hay đồng hồ khi thực hiện, thường thì không ai đeo gì cả. Chúng tôi không phải là chuyên gia thực thụ nên mong mọi người thông cảm. Chúng tôi đã học suốt cả tháng trời để quay phim ở đây. Cảm ơn rất nhiều đến các bác sĩ thật sự đã giúp đỡ chúng tôi mỗi ngày, họ đã dạy chúng tôi rất nhiều điều. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
tạm biệt, tạm biệt. Bạn cứ tiếp tục lừa tôi, ha ha, bạn làm tôi đau đó. Khi đi khám bệnh, tất nhiên bạn sẽ tìm những bác sĩ có bàn tay nhân từ như thế này. Cảnh quay hôm nay chủ yếu là về nhân vật Honey của tôi, bác sĩ Đường Tư Lễ, vừa tỉnh lại sau khi hôn mê. Tôi đóng vai một người bạn trai chu đáo, giúp cô ấy làm các xét nghiệm khác nhau. Về cơ bản, nhân vật này giống như trong phần trước, vẫn là Trình Chí Mỹ. Nhưng tất nhiên sẽ có một số thay đổi, vì giống như con người khi trưởng thành, quan điểm về mọi thứ sẽ thay đổi khi họ trải qua những giai đoạn khác nhau. Chủ yếu là nhân vật này đã trưởng thành hơn, có thể là điều tốt, làm cho anh ta trở nên trưởng thành và quyến rũ hơn. Hãy dũng cảm chinh phục đỉnh cao, cứ tiếp tục quay phim thôi. Cũng chưa có ai mất mạng đâu, bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi. Thật ra là trong hai bộ phim, hiện tại tôi vẫn xoay sở được mặc dù vất vả. Quá trình này thực ra liên quan đến vấn đề về kiểu tóc. Về ngoại hình thì đó là vấn đề kiểu tóc. Vì trong bộ phim này, tôi để tóc thẳng, nhưng trong phim của Vương Tân, tôi lại để tóc xoăn. Còn về mặt diễn xuất thì sẽ khó khăn hơn, vì trong phim của Vương Tân, tôi đóng vai một cô bé khá ngây thơ, năng động và rất lạc quan. Còn vai diễn của Jack Ki lại trưởng thành hơn và có suy nghĩ cũng như hành động khác hẳn. Nó không giống với bộ phim mà tôi đang quay hiện tại, Dũng Cảm Chinh Phục Đỉnh Cao. Đây là hai cô gái rất khác nhau. Khi Jack Ki tỉnh dậy, mọi người sẽ rất vui mừng. Jack Ki cũng sẽ vui hơn nữa. Những trải nghiệm của cô ấy có thăng có trầm. Có những gì sẽ xảy ra với cô ấy, tôi sẽ giữ bí mật. Mọi người phải xem phim thì mới biết được, vì thật sự rất đau lòng. Ha ha, lần đầu tiên Trần Kiết Nghi đóng phim, và cô ấy còn đóng một vai khá nặng. Không biết cô ấy cảm thấy thế nào. Lần đầu tiên đóng phim, ban đầu tôi rất lo lắng vì không biết mình có thể làm được hay không, nhưng sau đó cảm thấy rất thú vị và vui. Mọi thứ đều rất mới mẻ và có nhiều điều thật sự khác biệt. Giống như một công việc làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, mỗi ngày đều có lịch trình cụ thể, khác với việc ca hát. Tôi cảm thấy rất may mắn khi lần đầu tiên hợp tác với Boy, đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Khi tôi gặp Boy lần đầu tiên, chúng tôi đã phải quay một cảnh anh ấy bị đâm. Anh ấy đã dạy tôi rất nhiều điều, chẳng hạn như cách tránh bị máu giả dính vào tay. Anh ấy nói rằng nên bôi một chút kem dưỡng trước vì máu giả, nếu dính vào tay sẽ khó rửa sạch trong 3 ngày. Còn gì khác mà anh ấy đã dạy bạn? Anh ấy cũng dạy tôi cách kiểm soát căng thẳng, khi có ai đó nhắc nhở tôi cảm thấy bớt lo lắng hơn. Tôi cảm thấy bạn không hề lo lắng chút nào. Thực ra tôi nghĩ Kiết là một người rất giàu cảm xúc. Anh ấy rất quen thuộc với kịch bản trước khi vào trường quay. Tôi không hẳn là người tốt, nhưng với bạn thì tôi tốt, dù không phải lúc nào cũng đối xử tốt với mọi người. Hôm nay, nhóm diễn viên trong bàn tay nhân ái đã mang lại niềm vui cho các bệnh nhân. Không biết trong thực tế họ đã từng vào bệnh viện chưa? Thực ra, tôi rất may mắn vì chưa từng phải nhập viện vì bị thương chính thức. Tôi chỉ từng trải qua kiểm tra sức khỏe toàn diện mà thôi. Nếu so với những người thật sự bị bệnh, thì khoảng cách rất lớn. Vì khi tôi đóng vai một bệnh nhân ung thư trong bàn tay nhân ái, thật sự rất đau khổ, nên điều quan trọng nhất vẫn là sức khỏe. Hồi nhỏ, tôi từng bị một vấn đề ở tai, có lẽ là một loại nhiễm trùng gì đó. Vì vậy, tôi phải vào bệnh viện để thực hiện một ca phẫu thuật, phải gây mê toàn thân. Trước khi vào phòng phẫu thuật, tôi đã cảm thấy khá sợ hãi. Nhưng sau khi vào trong, y tá chỉ hỏi tôi vài câu, rồi sau đó tôi chẳng biết gì nữa. Lạnh quá, mau đưa tôi đi gặp bác sĩ đi. Ráng chịu đựng thêm chút nữa, chúng ta đang đến phòng cấp cứu rồi. Này, 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 đừng ngất đi, đừng ngất. Cuối cùng bạn cũng được cứu rồi. Nhưng sao bóng lưng của mấy bác sĩ trông quen thuộc thế? Mọi người, những gì các bạn thấy trên màn hình đều là quá trình thật. Đây cũng là một phòng cấp cứu thật sự. Khi chúng tôi quay bộ phim này và cần cấp cứu, chúng tôi đã có các bác sĩ chính thức từ Cục Quản lý Y tế, rất chuyên nghiệp, ở cùng chúng tôi, quan sát chúng tôi và xem có gì sai sót không. Xin chào bác sĩ Trương và bác sĩ Trịnh ở Thâm Quyến. Chúng tôi làm có tốt không? Các bạn làm rất tốt. Tôi không ngờ các bạn thông minh đến vậy. Chỉ cần chúng tôi nói vài câu bên cạnh, các bạn đã làm được. Tôi tin rằng sau khi hoàn thành bộ phim này, các bạn có thể trở thành bác sĩ thực thụ đấy. Tôi chưa chắc đâu. Vì thật ra, trong bộ phim này có rất nhiều thuật ngữ chuyên môn mà chúng tôi phải nhớ. Có thể là sẽ phải trả lời theo kịch bản. Nhưng khi quay thì hiệu ứng rất thật, vì thật sự có bác sĩ Trương ở đây mà. Chúng tôi nên làm một buổi biểu diễn minh họa, được không? Bác sĩ Trương, làm một buổi diễn đi. Ví dụ như đặt ống nội khí quản khi bệnh nhân không thể thở được.
xem bác sĩ làm thế nào nhé. Cảm ơn người mẫu của chúng ta, Flora. Ok, cái này trong tay tôi được gọi là Laryngoscope. Khi bệnh nhân không thể thở sau khi tách ra, chúng ta phải mở miệng của họ. Sau khi mở miệng, chúng ta sẽ đưa cái Laryngoscope này vào chỗ yết hầu của họ. Sau khi đặt vào, bác sĩ sẽ lấy ống này và đưa vào đường khí quản từ bên này. Đẩy dần vào, dần vào. Ồ, đã vào rồi. Thật sự nếu bạn không phải là bác sĩ, thì việc làm như vậy rất dễ gây thương tổn. Lái thuyền là việc của y tá, tôi không đến đây để làm. Tôi đã lớn hơn bạn rồi. Johnny, đi mời binh quay lại. Ồ, này, kiểm tra lại chỗ này đi. Thực ra ở đây từ trước đã có kết nối với một số thiết bị rồi. Tức là làm phu nhân thứ 9, xin cảm ơn. Bắt đầu giúp anh ta đi, ha ha. Cho anh ta ít oxy, ha ha. Ha ha, bệnh xương gì vậy, có làm sai gì không? Nhưng về cơ bản thì không có làm gì sai cả. Nhưng có một điều là phải đánh cầu. Nếu đánh cầu trước thì sẽ có công. Và đúng vậy, không có sai đâu. Nhưng phải làm cho đúng. Trừ khi sau này, phải kiểm tra xem có đạt yêu cầu không. Cũng vậy thôi. Vì họ cùng nhau bán đấu giá ruy băng đỏ để gây quỹ cho quỹ ích Hồng Kông. Ồ, họ không chỉ là những người chính trực, cố gắng chữa bệnh cho bệnh nhân, mà còn làm từ thiện hết sức mình. Âu, phản ứng rất nhiệt tình nữa. Chắc chắn rồi, họ đã gây được không ít quỹ từ thiện. Một nhóm bác sĩ luôn giúp đỡ người bệnh, sức khỏe của họ có tốt không? À, bạn đã từng gặp bác sĩ tốt nào chưa? Thực ra, sức khỏe của tôi cũng ổn, tạm được. Tôi không có bệnh nặng gì, nhưng thỉnh thoảng cũng phải đi khám một chút, nhất là về đường tiêu hóa, rất dễ gặp tình trạng đau bụng. Nhưng về cơ bản, cuộc sống cá nhân và thói quen sống của tôi cũng khá lành mạnh. Trong phim Thiên Thủ Nhân Tâm, tôi nghĩ mọi người đều biết tôi đóng vai gì rồi. Có một bác sĩ, nhưng trong cuộc sống thực, tôi là người có thể chữa nhưng không trị bệnh. Hồi nhỏ, tôi có một trải nghiệm khá là khó quên, đó là bị viêm gan, lúc đó mắt thì vàng, bụng thì đau. Sau đó mẹ tôi đã rất chăm sóc tôi, và tôi đã hồi phục. Trong phim, tôi trở thành một người khác, nhưng thực ra tôi ít khi đi khám bác sĩ. Vì thông thường, sức khỏe của tôi khá tốt, không có bệnh gì lớn. Thi thoảng có cảm lạnh nhẹ thì tôi tự chữa bằng cách ăn cam, uống vitamin C. Thường thì không cần đi khám bác sĩ. Nhà tôi có một bác sĩ gia đình, từ nhỏ đã chăm sóc tôi đến lớn. Tôi nhớ có một lần tôi bị sởi, tâm trạng rất tệ. Ông ấy đã mua kẹo và đồ chơi để tôi vui vẻ, và ông ấy là người mà tôi nhớ nhất. Thiên Thủ Nhân Tâm, một nhóm bác sĩ đã tuyên bố tiếp tục trực ở bệnh viện từ 9 tháng 7 để chữa trị các trường hợp cảm xúc và hy vọng khác nhau.